Cháu chào bác nhá. Bác đi đâu về đấy? Bác đi mua chút đồ về ăn tối mà. Nhìn bác dạo này phong lộ thế. Ăn bánh không cháu? Đây. Có xin nhá. Lá đẹp trai rồi còn hào phóng nữa. Đây, bác mua nhiều thế. Đây cháu. Bác năm hào phóng thế nhỉ? Chuyện bác này. Bác nhá. Về nhá. Không có gì đâu cháu. Nhìn thế thôi, giàu lắm đấy. Cháu vừa nói cái gì đấy? Cháu bảo là bác giàu. Không có cái gì đâu, các cháu ăn thoải mái nhá. Đâu phải ai cũng tốt như thế đâu, người tốt đấy. Cho cháu hết à? Hôm nay là phải nhịn sao? Nhưng mà không sao. Nghe đá tay như thế rồi, nhịn một bữa cũng chả sao. Ăn từ từ thôi em. Lá bảo là ăn từ từ thôi mà. Đây uống đi em. Bảo ăn từ từ thôi mà. Yeah, no.